Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải một căn nhà và một lô đất ngay trung tâm trước mặt Ủy ban dân xã Dùn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây, quý anh chị đây ạ. Đây là con đường này, là con đường liên xã đây ạ. Từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm Ủy ban dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, quốc lộ 14A, bệnh viện, nhà thờ, nhà chùa, bán kính trong vòng 4 cây số đổ lại nhé quý anh chị. 4 cây số đổ lại. Và lô đất và căn nhà hôm nay chúng ta nhà đất quay đăng tải lên để bán cho bà con ở đây là một lô đất ngay trước mặt Ủy ban dân xã nha quý anh chị. Đây ạ, Ủy ban dân xã đây nha quý anh chị. Trường học cấp 1, cấp 2 loanh quanh. Ở đây chỉ bán kính trong vòng 300m đổ lại thôi nhá quý anh chị. Chỉ 300m thôi ạ. Và đây hôm nay đất đăng tải lên là một căn nhà với chiều ngang theo mặt đường lên xã đây là 7m ạ. Chiều sâu là 46m. Trong đó gia chủ đã làm được 30m đất thổ cư cùng một căn nhà cấp 4 đây ạ. Phải nói một lô đất gia chủ đưa ra một cái giá rất chi là hợp lý cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời hoặc là về đây sinh sống buôn bán kinh doanh ngay Ủy ban dân xã, chúng ta có thể mở một văn phòng phẩm photocopy ở đây rất chi là tiện ích ạ. Và hiện tại đây ạ, căn nhà này gia chủ đang hiện tại đang bán quán cà phê đấy nha quý anh chị nhá. Một căn nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng mà rất chi là gọn gàng và sạch sẽ ạ. Hiện tại giờ gia chủ đi vắng không có nhà, gia chủ nhà đất không có vào căn nhà để quay được. Quý anh chị là quan tâm thì nhà đất sẽ tư vấn và đưa quý anh chị về đây thăm trực tiếp căn nhà đây ạ. Căn nhà được làm mái vòm quán cà phê còn mới tinh, rất chi là rộng rãi và thoáng đây ạ. Đất của chúng ta cao hơn mặt đường khoảng 30 phân nhé quý anh chị. Một lô đất cùng một căn nhà gia chủ đưa ra một cái giá 620 triệu nhé quý anh chị. 620 triệu bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị. Có gia lộc nhẹ. Quý anh chị nào đầu tư sinh lời hoặc về đây sinh sống thì liên hệ ngay cho nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Nhà đất xin tạm dừng video đây và xin mời quý anh chị tiếp tục đăng ký kênh của nhà đất để được tiện theo dõi những video mới nhất nhà đất đăng tải lên. Và xin mời quý anh chị hãy ấn vào like một ngón tay đó để được tiện theo dõi video của nhà đất ạ. Nhà đất xin chào và hẹn gặp lại.